Suốt bao lâu nay ta không cùng trò chuyện thâu đêm. Suốt bao lâu nay ta không cùng ca và say mềm. Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Tình yêu là thế đâu có dễ nói cho nhau. Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơ đi bộn bề, là hẹn nay ta quên nhau quên lối về. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Giá như em muốn anh cởi lòng với em khi hai ta giận hơn, lẽ mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn. Giá mà em cũng như vậy. Sau niềm cay và rồi cuối cùng ai ta quên hoài đã những vết mờ theo thân thờ không xin mẹ của anh quên luôn nhớ giữa special day những gì mà ta đã từng. Suốt bao lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm. Suốt bao lâu ta cũng đau đớn nằm và say mềm. Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần. Còn gì đâu em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề, là lần mới ta quên nhau quên lối về. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy, em không bận tâm hay sao? Giá như em muốn anh nằm với em khi hai ta giận hơn, để lại thấy không bao giờ đêm nỗi cô đơn. Giá mà em cũng như vậy. Mặt đây nhưng không dễ giữ, ta chia thành đôi để những đau nhỏ tan thành mây. Mưa rơi từ khi nào, đưa đi những dấu chân theo từng bước ta qua. Đã muốn vượt đi nhưng lại chìm trong suy nghĩ. Cảm ơn mọi người. Chẳng có hôm nay vì tổn thương anh nắng mơ. Giá như em muốn anh là người sẽ cho em vơi đi bộn bề, là người dễ ta quên nhau quên lối về. Chẳng thể trái tim em sắt đá như vậy, em không tổn tâm hay sao? Giá như em muốn hay sao? Giá như em muốn tớ đâu xuống đón một thằng trao rapper lên phòng thu để làm việc ngay gấp để bàn kế hoạch, cho nên là mọi người để xem vào đây. Mọi người đừng rời đi nha, cho xin 5 phút, cho xin 5 phút rồi. 5 phút rồi. Oh, mọi người đừng rời đi, please. Có chuyện quan trọng, rất quan trọng cần nói mọi người ơi. Trời ơi, oh no. Đi lại nhà cô ơi. Đi nhà cô. Bye bye. Đi nha. Đi nha.
Nào, không được, vừa nãy là hơn 300 người. Tôi sẽ ngồi đây nhây, tôi sẽ hát tiếp. Vì kẹo, đủ 300 người thì tôi sẽ thông báo. Không thể nào như này được. Trời ơi, no. Đấy, hôm nay thực ra là nó là một cái buổi săn sale thôi ạ. Nhưng mà để chính thức vào buổi săn sale thì chúng ta sẽ khởi động trước, đợi chúng ta đầy đủ một con số đã chứ nhỉ. Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa, người chẳng nói một lời, chỉ đứng yên vậy thôi. Anh đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau, còn ký ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu. Làm gì để trở về, người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ngoài kia bao là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Đấy, 400 người ngay. Hát là phải tăng view ạ. 500 view được không mọi người? 500 view được không hả? Đố mọi người đó. Đố mọi người đó. Cố gắng để yêu được em, rồi cứ thế mỏi mệt, chỉ biết bên cạnh em. Vì đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn, người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau với tất cả. Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim mình. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Là thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua, em đã nghĩ điều gì ngày em cả bước đi. Và cả một lời rơi cũng buồn đau, có đơn riêng anh có sao. Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp, em đêm hay muộn phiền, cho nhau hai lối riêng. Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc. Người đừng lặng im đến, vì lặng im sẽ giết chết con tim mình. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Kìa bao lá thế giới, em thôi bấy, mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn chờ đợi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng anh vẫn Ok, đấy, kìa, okay, đây là chiến dịch khởi đầu cái livestream banana của Suy Thằng Minh đã đạt hiệu quả. Dù lát chán nhưng mà chúng ta vẫn có đặt về chung mình 561 tình yêu ở đây. Chào tất cả mọi người, và đây là Cool Kid, và chào mừng các bạn đã đến với cả buổi sale off, buổi sun sale, North City 21 tháng 6, Invasion of the World 3. Ok, và có lẽ là chúng ta bắt đầu chứ nhỉ. Nào, bây giờ các cậu chào cho tớ là các cậu đã chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị quần áo, chuẩn bị nước hoa, chuẩn bị những món quà đến đâu rồi nhỉ. Để mà chúng ta cũng có hẹn ở trên 15 Lý Thường Kiệt, Nóc CD. Và cái vấn đề quan trọng hơn, cái vấn đề là chuẩn bị quần áo, chuẩn bị nước hoa, thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một chiếc váy. Dạ vâng, đấy là chính là lý do mà hôm nay tới đến đây để được bàn về cho mọi người. Hôm nay là riêng hôm nay xin phép không phải là anh Cookie ca sĩ nữa, mà hôm nay là chúng ta là
Anh Cookies, Sun Cell, ok. Ok, hôm nay tôi sẽ mời lên đây là một người bạn của tôi trong cái chương trình hôm nay, là mời anh Hoàng Vương ạ. Anh Cookies, năm qua. Và một tràng vỗ tay thật lớn lên cho Hoàng Anh Vương trong chương trình Sun Cell cùng Cookies ngày hôm nay. Bây giờ bên tôi là 2 giờ sáng rồi, bạn không buông tha cho tôi đi, bạn mời tôi lên làm gì? Bên bạn là 2 giờ sáng à? Thế thì bạn biết bên tôi là bao nhiêu giờ không? Mấy giờ bạn? Bên tôi là 11:24 rồi bạn ạ. Không có là cái gì quan trọng đâu, nhưng mà nó không phải 2 giờ sáng. Bạn làm nào bạn chỉnh nó mặt tôi nó to lên tí bạn. Tôi không thích cái mặt. Đúng rồi. Hôm nay mặt bạn lại nhỏ quá. Tôi không thích hơn bạn. Tôi thích bằng bạn cơ. Bằng bạn, bằng bè đúng không? Bằng bạn, bằng bè. Để lại cho... Khó nhờ? Khó cho Bảnh rồi. Khó cho Bảnh nhờ. Mọi người ơi. Ôi. Ôi. Để ra đi bạn. Đẹp sao tôi bị ngợp đấy, đúng không gặp bạn đẹp trai quá. Ôi, tôi chịu rồi. Sao tôi phải đẹp trai quá rồi. Trời lóa chứ cái vẻ đẹp này mất. Không, trời lóa quá. Ôi bạn lên lại đi bạn, để tôi bé bé được. Tôi đã rút lại rồi. Tôi nhân vật phụ đấy bạn ơi, bạn là nhân vật chính, tóc rồi. Biên lai của bạn mà, bạn là nhân vật chính. Tôi đây tí thôi, tôi đi ngủ đây, đi ngủ bây giờ đây. Nhưng mà tôi chưa gội đầu bạn ơi. Tôi đã gội, bạn nhìn tóc tôi này. Nhưng tóc tôi biết hơn, tóc tôi vút sáp bro. Tại vì tóc tôi là tóc tẩy nên trông nó không biết thôi. Nó cũng bẩn thôi, chưa gội đầu đâu. Anh em đều biết, nhưng mà thôi không sao. Và bây giờ chuyên mục là chúng ta có cái gì nhỉ? Chúng ta có cái ưu đãi gì ở đây ạ? À. Ưu đãi gì ạ? Bạn mời tôi lên đây bán vé à? Không phải là bán vé mà đây gọi là mang đến tiếng cười cho mọi người. À. Thế cụ thể là mình sẽ làm gì nhỉ? Cụ thể là mình sẽ bán vé đấy bạn. À. Đúng rồi. Mình bán vé gì nhỉ? Dạo này tôi ấy quá. À, hiện ngày mai thì là nói chung là mấy cái ông bạn anh ông em vân vân làm nhạc hip hop lăng quăng ở cái nội thành Hà Nội ấy. Lấy cái tên nhóm mà đầu gót đấy bạn, có cái show diễn gì ở trên cái gì mà 15 Liên Kiệt Nóc CD đấy, mấy bọn trẻ con à, trẻ rapper trẻ con à, thì đúng rồi, cũng chưa được lớn cho lắm. Chưa được lớn cho lắm, vẫn là những đứa trẻ. Vẫn là bị mẹ nhắc mỗi khi mà về quá 10 giờ tối là mẹ vẫn nhắc, cho nên là vẫn chưa lớn. Nhưng mà thôi thì ngày mai có thể phá lệ, những người trẻ có thể phá lệ. Ngày mai là ngày để chúng ta đi chơi quá 10 giờ tối đấy mọi người. Wow, nghỉ hè rồi đúng không? Kỳ nghỉ hè rồi, mọi người. Nghỉ hè rồi. Sau một năm học vất vả thì chắc là chúng ta cũng nên tham gia một cái gì đấy để cho nó giải tỏa. Đúng rồi. Mà lại được host bởi một cái những cái anh nghệ sĩ rất là ngoan ngoãn, lý lịch rất là sạch sẽ, rất là ngoan ngoãn, thanh lịch và có đảm bảo uy tín rất là cao, có nhận cả dịch vụ là gọi điện cho phụ huynh xin phép cho đi quá 10 giờ tối à đấy. Và cái vấn đề là ngày mai các anh ý có một cái show diễn nho nhỏ ở một cái chỗ hơi to 15 Lý Thường Kiệt Nóc CD. Và cái deal của mình hôm nay là như nào các bạn nhỉ? Lên cho các bạn luôn một cái deal đi. Nhưng mà trước khi lên deal thì bạn cho tôi hỏi là dàn lineup ngày mai có những ai nhỉ? Wow, dàn lineup ngày mai thì tôi nói ra thì bạn, tôi sợ bị sốc đấy bạn ạ. Sốc luôn hả bạn? Giá vé ở Hà Nội mà lại trải nghiệm cảm giác như kiểu là ở Rolling Loud đấy. Oh, à, đúng rồi bạn. Có Central Tom, you know? Oh, Central Tom, yeah. Central Tom, yeah. ASAP. ASAP Ben. ASAP Ben. You know him? I know. Ben, right? I know, right? Yeah.
Biren Tsunim. You know Biren Tsunim. I know. Story và từng từ cha cha đi chuyện tình cảm có là gì? Korean. Yeah, Korean. Yeah, that's him. Korean. I know him. Yeah. How about you? Me? Có gì không? Justin Suber. Mọi người ạ, với một cái dàn lineup mà khủng khiếp như này thì thực sự là ai mà không tham gia ngày mai nó quả là lãng phí. Lỡ thì thực sự là không có nhiều cái dịp để mà gặp lại cái dàn lineup như vậy đâu. Trước tiên thì mọi người comment cho mình những ai đã mua vé rồi nhỉ? Những ai đã mua vé đi tham dự sự kiện ngày mai rồi thì comment cho mình xem nào. Ôi bạn để mặt tôi xuống ấy. Thôi bạn, tôi xin bạn đấy. Đùa. Tôi trụ đầu. Thật mà. Đùa ơi. Tôi mà gội đầu rồi, tôi để mặt to ôi ngay. Tôi trụ đầu. Thương tư vấn. Đã mua Mai Nguyễn. Hello chị Mai Nguyễn. Hello chị Mai. Để mua 3 vé rồi à? Trời đất ơi. Mua 3 vé rồi à? Thật ra mọi người ạ, như hai hôm vừa rồi mọi người xem livestream thì những cái deal nó rất là đã có những cái deal nó rất là hot rồi. Nhưng mà hôm nay tôi mới xin được cái deal cho riêng tôi mọi người ạ. Thế mọi người có thể nào mà mua vé để tôi được hưởng lợi một chút. Deal hôm nay của tôi là tôi đã thỏa thuận với cả DJ Chick và DJ JB. Đây là ai mua combo 10 vé thì DJ Chick sẽ đặt vé ngay trong đêm của tôi về Việt Nam luôn để tham dự cái show ngày mai. Tôi tài trợ 30% trong cái deal đấy. Được chưa? Ngon. Chứ có gì nữa. Bạn nào mà kiếm được vé cho tôi về ngày mai thì tất cả mọi người ở đâu tôi qua tận nơi tôi đón đi luôn. Ngon. Được. Ngon chưa? Cái deal này là cái gì đây? Giữa ban đêm rồi Hoàng Anh Vương ơi, đừng tạo ra địa chấn nữa. Người ta còn đi ngủ, bạn hiểu không? Đến studio còn phải dừng làm việc thì tại sao bạn lại nói ra những cái điều gây chấn động như vậy? Đấy mọi người ạ. Sự thật. Ở đây có tớ, tuy là tớ không được chứng kiến tận mắt nhưng mà tớ vẫn là người làm chứng. Tớ làm chứng cho DJ JB và DJ Chick đã đồng ý với Hoàng Vương là ai mà mua combo 10 vé trong ngay trong đêm là Hoàng Vương có một chiếc vé để trở về với Việt Nam, Hào Nam, quê hương của bạn ấy. Cho nên là ai chưa mua vé ạ? À, và để nói cái này nhá, có lẽ là ê, wait. Mọi người ơi, tớ phải ghim comment của đứa sau lên, but I don't know, I can't, không biết làm thế nào để cho nó lên cả, mọi người cứu tớ với. Cho đình là gì? Hoàng Vương? Đùa, bạn like bao lâu đây? Lần đầu tiên tôi like TikTok. Đâu bạn? Tôi lâu rồi mà tôi quên mất tiêu rồi. Tôi tình là không biết luôn. Ta mà còn được mà bạn đúng không? Tôi không tách xuống mà đúng tiêu. Lâu tách rồi. Không chịu biết nào. Đúng rồi mọi người ơi, mọi người hãy vào official page của The Hot Show ở trên Phở Bò để cập nhật những cái thông tin mua vé chính thức, cũng giống như là để săn cho mình những cái chiếc vé với giá ưu đãi tuyệt vời nhất, cái vị trí đắc địa nhất để có thể quay và biết đâu là một cái nắm tay từ một người tóc trắng, đúng không ạ? Wow. Đấy, thì hiện tại thì số vé đã bán được bao nhiêu bạn nhờ? 3/4 đúng không? Nửa hay là 3/4 nhỉ? 3/4 vé. Ồ, sắp hết vé rồi. Mà thực sự thì rất là lâu rồi tớ mới kiểu
bọn tớ mới tự đứng, không phải là đứng ra nha, mà là những bọn tớ hot cái phần làm này, và bọn tớ đã mang lab rất là đông đảo, full DJ house và tất cả những bài nhạc sắp được release của anh em, những gì anh em cố gắng trong thời gian bấy lâu vừa qua sẽ được mang đến cái show diễn ngày mai. Và có lẽ là tôi nghĩ là không phải là nói điêu nha, nhưng mà cũng sẽ rất là lâu nữa nó sẽ mới có một buổi diễn mà đầy đủ tất cả mọi người, và mà anh em cống hiến mà chơi cháy như ngày mai luôn á, cháy máy luôn. Bởi vì ngày mai tinh thần bọn tớ đến không phải là vì tiền, mà bọn tớ đến để cháy với nhiệt huyết đam mê của mình. Còn việc bán vé thì là bởi vì tớ muốn các cậu đến cổ vũ bọn tớ, tớ muốn gặp các cậu. Đúng không ạ? Bình thường là mình đi diễn là không phải mình vì mình muốn gặp khán giả mà là vì tiền hả bạn? Không bạn ơi, không thể nói như thế được. Không thể nói như thế, bạn vừa nói thế xong. Nói các bạn không đi diễn xong ấy không phải vì tiền, nó bình thường vẫn là đi diễn vì tiền, nhưng mà vẫn vì khán giả chứ. Đúng không? Right. Làm gì có ai bỏ tiền ra để xem một nghệ sĩ mà không cống hiến vì âm nhạc, không hết lòng vì khán giả, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng chưa ạ? Đấy, nói chung là ngày mai bọn tớ đến với một tinh thần rất là kiểu ngày mai, cả show ngày mai, cả một ở một cái địa điểm diễn bọn tớ rất là thích, và cũng là một cái kiểu như là rất là lâu rồi bọn tớ không đi diễn cái show mà kiểu mà bọn tớ chơi mà kiểu hết set ngay luôn ấy. Bình thường bọn tớ đi diễn thì nó sẽ chỉ giới hạn là bao nhiêu bài hát thôi, và thường là bọn tớ sẽ hát những cái bài mà mọi người đã biết rồi, mọi người đã từng nghe. Nhưng mà ngày mai tớ thấy là anh em chơi kiểu thọc đấy, hổ máu đấy, toàn mấy cái bài gì đến tớ trong tim tớ không biết là đấy là mấy cái bài gì luôn. Cho nên là ai mà rảnh thì nghe qua nha. Tớ không nói là bọn tớ diễn ở trên 15 Lý Thường Kiệt Nóc CD đâu. Đấy mọi Vương ơi, bạn lên bờ để bạn rồi, bạn lên bạn phổ cập cái gì ấy. Tóc tôi biết quá. Tôi phổ cập cái gì? Tôi biết gì đâu. Không biết gì á? À mọi người ạ. Thì cái deal nó vẫn như hai hôm vừa rồi. Đấy là 266.000 cho một vé. Còn nếu mà mọi người mua combo 3 vé thì giá vé sẽ là 236.000 một vé. Nếu mà mọi người mua combo 6 vé thì mọi người kèm mã trích ở chợ hộ mình để được nhận deal từ anh trích, đó là 222.000 một vé. Là có cả cái deal như thế luôn hả bạn? Còn một cái nữa, đấy là combo 5 vé, ai mà mua combo 5 vé thì sẽ được tặng một cái khăn DJ House. Thứ mà chúng ta được biết là nó đã sold out từ rất lâu rồi và mình chưa có ý định restock cái khăn đấy. Mình còn không có mọi người ơi. Không, mình này thật sự đấy là trong DJ House bây giờ là cũng chỉ có 2-3 người có thôi. Trong đấy thì mình phù không có luôn. Bọn đi diễn một mình mọi người hết rồi, mà bọn mình làm nó số lượng rất là ít. Hiện tại thì nó đang chưa restock và khả năng là cũng rất là lâu đấy. Cho nên rất lâu nữa mình resort. Nghĩ là 5 vé thôi mà. Mà kiểu như là đối với tớ, không biết mọi người thế nào nhé, nhưng mà văn hóa ăn chơi của tớ là ăn chơi là phải có bạn bè, mà phải đông bạn bè. Nhất là đến những cái nơi mà là âm nhạc sôi động và là ánh đèn nhấp nháy là phải có rất đông bạn bè. Cho nên là các bạn phải rủ tầm khoảng 10 người, 20 người bạn đi thì mới đông đủ được. Đúng. Thì mới thấy được cái sự hùng hồn khi thế, khi tớ đứng trên sân khấu mà tớ thấy 20 bạn một team ăn mặc có red coat giống nhau mà hét lên đấy thì tớ thấy là oh damn, tớ sẽ thấy rất là hạnh phúc và tớ rất là mong ngày mai tớ sẽ được nhìn thấy các bạn như vậy. Và tớ cũng bật mí là ngày mai tớ mặc màu xanh nha, vợ nào mà muốn mặc đồ đôi thì anh mặc màu xanh nha. Xanh thích bạn mặc thử luôn thôi xem mà. À thôi để thứ hai đi, cái điều bí mật nó phải được bật mí vào phút cuối. Nhưng mà có đẹp không bạn? Đẹp hay không thì thực ra là nó cũng phải tùy góc nhìn của mỗi người bạn ạ. Kỹ thuật mà. Đúng. Mình không thể nào tự khen mình đẹp được. Nhưng mà đấy á, cái vấn đề là chúng ta có một cái deal là 5 vé. Với giá mỗi vé là bao nhiêu hả bạn? Đó, deal 5 vé là
thì bạn phải nói giá là vé là bao nhiêu chứ. Lúc ấy tôi nói bao nhiêu nhỉ? 236k, 236k một vé, 5 vé và tặng kèm Easy House. Nếu mà cộng thêm một vé kèm khăn Easy House, nếu mà cộng thêm một vé là 6 vé thì sẽ là 222k một vé mỗi vé. Yeah, mọi người ơi, ai đỡ sau ơi, hãy ghim cho anh luôn những cái gì mà Hoàng Vương vừa nói lại để anh ghim lên cho các bạn xem nhá. Combo 3 vé với mức giá là 236k một vé. Shout out to Rider ạ. Anh tôi Thanh Hóa. Yes sir. Yes sir. Shout out to Rider. 3636. Mai có Rider bay ra đây để diễn cùng bọn mình, nhưng mà có lẽ là hơi khó. Nhưng mà cũng biết đâu được đấy. Biết đâu được đấy. Đúng rồi, những cái điều bất ngờ thì nó luôn xảy ra một cách rất là bất ngờ và không bao giờ đoán trước được. Cũng biết đâu được đấy, ngày mai mình lại có mặt ở Việt Nam, mình lại có mặt mà ở đấy. Mà biết đâu được đấy là cái view đằng sau này lại không phải ở Úc. Đúng, chưa chắc cái view đằng sau này đã ở Úc. Đã là ở Úc. Chưa chắc là mình đã đang ở Úc. Dạ, combo 3 vé là 236k một vé. Combo 6 vé là 222k một vé. Combo 5 vé thì vẫn như combo 6 vé nhưng mà tặng một khăn DJ House. Right? Đó, combo 5 vé là phải như combo 3 vé nhưng tặng một khăn DJ combo House. 5 vé là như combo 3 vé nhưng mà tặng kèm một khăn DJ House. Right? Ra ấy, lý do Minsu bảo là show này bọn mình đến không phải vì tiền ý, là bởi vì ra những cái discount vé này là hoàn toàn là bọn mình trích từ cát xê ra để bọn mình làm discount cho mọi người, chứ không phải là bên quán họ discount đâu. Bởi vì là bên quán họ không có mở bán vé cho nên là bọn mình vẫn rất, nhưng mà bọn mình bị bọn mình biết là để lấy bàn á thì nó sẽ rất là khó bởi vì là cái số lượng bàn nó cũng giới hạn. Cho nên là tại vì mình... sâu rồi trước bọn mình đi diễn ở club thì bọn mình có thấy mọi người kêu là tại vì bàn bàn đắt quá. Đúng rồi. Họ không bán vé, họ bắt mua bàn và mua rượu luôn. Thế là rất là đắt. Và đa phần là những bạn fan của tớ thì là con gái và cũng kiểu như là ở một cái độ tuổi mà không kiểu như có thể uống rượu quá nhiều, được sử dụng nhiều đồ có cồn được. Cho nên là tớ muốn thay đổi một tí cái quy mô tổ chức cái sâu lần này. Đó là lý do mà tớ nói là bọn tớ đến đây hôm nay không phải vì tiền nữa mà bọn tớ muốn đến để trái ơi. Lâu lắm không được diễn sâu Hà Nội. Nhớ mọi người quá. Nhớ quá. Vừa diễn trước xong mà. Đâu? Tưởng trước vừa đi diễn cái gì thì trường học cái gì mà. À thì đúng rồi, nhưng mà sâu trên club quên mất bro. Sâu trên club à? I mean, trên club. Bởi vì là diễn sâu trường học thì sẽ có rất nhiều bạn khán giả, thì một điều có ấy hơn là sẽ có rất nhiều bạn xem, nhưng mà một điều là không sẽ không được tăng tương tác từng với từng bạn một, bởi vì là nếu mà tăng tương tác với từng bạn một ở dưới thì sẽ rất là xảy ra một cái khung cảnh nó rất là hỗn loạn ấy. Còn tớ rất là thích diễn những sâu cậu ba club bởi vì là chúng ta có thể được tương tác với nhau và trong một không gian nó ấm cúng hơn. Tăng tương tác là sao ạ? Tương tác với bạn, tương tác giữa người với người để trò là chuyện. Cụ thể là tương tác như nào hả bạn? Để trò chuyện, nói chuyện à, đấy, xong rồi chụp ảnh à, sẽ giúp phần chúng ta tăng tương tác và gọi là tăng cái độ à, gần gũi hơn giữa 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 người, người với người. Người và người, yeah. Hôm trước tôi thấy thằng Ba nó lên livestream, nó bảo là hình như là show này là các bạn còn ở lại để gọi là tương tác với fan nhau, kiểu ai mà ôm hôn hay thơm má gì cũng ok đúng không? Nhất là bạn đúng không? Cái đấy thì cũng... Cái đấy nó cũng tệ nhịp. Confirm lại cho tôi cái thông tin này cái. Tại vì hôm trước là khá nhiều bạn với like là 500 bạn là được confirm cái thông tin đấy à? DJ Trích và DJ GB và Giang Ban. Nhưng mà ở những nơi đông người thì đấy đấy lắm. À, thế là những bạn thì sẽ xếp hàng đi về cùng bạn để những cái nơi vắng người hơn à? Không. À, cái đấy Giang Ban nói thế là cũng hơi dí. Không hơi dí.
cú đi thôi. Tôi tưởng là làm cho người đấy chịu thôi, chứ làm sao mà bây giờ mà bảy răng ba nứa mà lại tớ lại thực hiện được, không được. Thế là chiều quá nó hư á mọi người. Chiều nó quá nó hư, thằng Bang nó hư lắm. Bạn hư lắm à? Bạn hư lắm. Bạn ngoan à? Tớ ngoan mà. Anh em mình ngoan. Anh em mình ngoan. Đúng đúng đúng. Ban đâu nhờ, để rủ Ban lên đây phát. Mọi người ai muốn ngang Ban lên đây thì comment cho mình cú pháp Ban. Chữ Ban mình gọi. Được. Ban lên đây phát. Ban nói chuyện nó không được, nó không thể là nó là ôm hôn được. Chỉ ôm thôi. À ôm thôi à? Chỉ ôm thôi, à? ôm thì được. Bởi vì tôi thấy là kiểu như là cái ôm thì nó sẽ kiểu tinh thần nó sẽ mang lại một cái gì đấy nó kiểu nó hợp lý hơn, nó tránh gây hiểu nhầm đấy mọi người. Vì những cái chuyện này nó hôn thì nó mang lại tinh thần như nào hả bạn? Tinh thần là bạn theo khoa học chứng minh thì là những cái ôm sẽ giúp cho bạn được xả stress và giảm bớt và bớt một số bệnh về tim đấy, tim mạch. Khi mà ôm là hai trái tim nó kiểu cái gì nhở, nó là ghép lại từ hai người không, hai bên đúng không, hai bên à, đúng không từ nhá. Nhưng mà hình như là khi mà nếu mà ôm nhau là hai trái tim là nó là lệch bên bạn ạ, chứ không không đúng rồi, thế nên nó mới ghép vào hai bên đấy bạn hiểu không. Nó ghép vào phần còn thiếu còn nửa còn lại đấy. Bù vào phần còn thiếu còn nửa còn lại đúng không, đúng. Đi tìm nửa kia là vì lý do này đúng không, đúng. Yeah, chúng ta giữ thứ chúng ta có và chúng ta kiếm thứ chúng ta thiếu. Nhân dịp gọi là nhắc về cái vấn đề này với là tôi bạn cũng lâu lắm không lên đây gọi là nói chuyện tình cảm rồi thì đúng rồi. Cho tôi hỏi là bạn đã tìm được một cái nửa kia của bạn chưa? Nửa kia là tôi à bạn? Nửa kia của bạn ra thì nửa kia của tôi là một người khá là trong tình cảm mà nam nam mà tôi cũng hơi lăng nhăng đấy. À bạn là người hơi lăng nhăng à? Lúc này lúc kia trong tình cảm nam nam ấy, hình lại hộ mình cái câu vừa rồi. Có thể là đôi khi là tớ thích đá cặp với Rider nhưng mà có những ngày là tớ lại thích làm với Giang Ban. Nhìn Rider tớ không làm được ấy. Đấy thì tớ nghĩ là cũng còn tùy thôi. Thế là cụ thể là bạn lăng nhăng với cả giới tính nam à? À không phải. Là gu của bạn là lăng nhăng với cả giới tính nam đúng không? Là Rider trong những cái mối quan hệ nam nam mà tớ thích kiểu thay đổi liên tục ấy. Thì là bạn thích lăng nhăng với cả giới tính nam ấy đúng không? Giới tính nam á? Thì Rider với cả Ban thì là giới tính nam còn tí. Ừ, cũng đúng. Cũng đúng à? Đúng. Khó nhở. Thế còn giới tính nữ thì sao nhở? Giới tính nữ á, thì trời, cái này nó cũng là thể hiện đây nhưng mà tớ là cũng không có người yêu. À cái này nó chưa như... có người yêu đúng không? Chưa có người yêu đúng rồi, vì thời điểm hiện tại có lẽ là Minh Su muốn tập trung cho công việc nhiều hơn. Yêu âm nhạc là đủ bận rồi cho nên là hay ngủ gật vào ngày chủ nhật. Đấy. Ngày nào bạn chẳng ngủ gật? Đâu bạn nói thế. Chỉ ngủ gật vào ngày chủ nhật thôi. Mình đẹp, bán vé mà ăn. Bạn cười chứ, bạn bán vé mà. Bạn bán đi, đùa. Đấy, tôi đang bán đây. Bán đi, đùa. Người thật sự chứ còn hôm nay lên livestream nói chuyện một người vui được chính thôi. Còn mình biết là những bạn nào mà thực sự yêu thích bọn mình thì cũng đã mua vé rồi. Nhưng mà nếu mà hôm nay mà ai mà còn mua tiếp thì ủng hộ bọn mình, ai mà chưa mua ấy quyết định đi nữa, mua tiếp để ủng hộ bọn mình thì nó thực sự nó quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Bởi vì như cô Kít Lộ ấy còn nói ấy, thì chắc là sẽ rất là lâu nữa mới có dịp gọi là mở bán vé mà anh em mình đông đủ với cả mang đến một tinh thần rất là cháy như này. Đúng rồi. Yeah. Thực sự là ai mà không đi sau này là phí ấy. Đúng rồi. Tại vì mình xem cái list nhạc của mọi người gửi ấy, toàn bài hay thôi. Và tôi thấy là anh em mà rất tâm huyết ra mắt luôn. Với cái show này thì anh em mới mang đến những, và anh em đi thu điển hình như kiểu là Be Rain to Sun Name,
là trước cái ngày của buổi nhạc là đến đêm đấy là vẫn còn đang ở phòng thu. Em ơi anh thu này được chưa? Anh rất là đấy kiểu đấy. Dựa sau những cái lần gọi là gì nhỉ bạn nhỉ? Tranh luận đúng không? Tranh luận với nhau. Sau những cái lần mà đi diễn tăng tương tác với các bạn khán giả thì tôi thấy là các anh em đấu sau cũng phần nào cảm nhận được tình yêu của mọi người và cố gắng lên từng ngày. Và tôi thấy đấy là một cái sự tớ không biết nữa, nhưng mà tớ cảm thấy đấy là một cái sự rất là cố gắng mỗi ngày tốt hơn để mang đến cho khán giả của mình những điều tuyệt vời nhất. Thì tớ thấy anh em đứa sau dạo này đang rất là yeah. Chúng ta là người mọi người, ta phải tăng tương tác với nhau mọi người. Bạn đọc comment như này, bạn không chịu đọc comment mọi người nói gì cả. Mà. Em đang đợi anh ở Huế đấy á. Wow, tuyệt vời nha. Em 22 này tại Sophie Huế. Cùng DJ GB và Cookies Never Sleep. Em cũng muốn đi nhưng mà Su ơi, mai show đầu anh diễn mấy giờ ạ? À, mai show đầu tiên là anh diễn lúc 8 giờ tối nha. Và sau khi anh diễn xong ở trường Bắc Từ Liêm thì anh sẽ quay trở về Knox City tại 15 Lý Thường Kiệt để trải qua em đều có sau ngày mai. Không đủ tuổi á. Show này là giới hạn là 16 tuổi. Mới được vào á? 16 tuổi, ừ. À, thật ra là sâu nó không có gì, nhưng mà tại môi trường cũng là môi trường ba club ấy. Đúng rồi. Nói chung là set diễn của bọn mình thì sẽ rơi vào cỡ khoảng tầm từ 10 giờ cho đến 11 giờ tầm đấy. Nhưng mà mọi người hoàn toàn có thể đến sớm hơn để giao lưu với bọn mình. Tăng tương tác các bạn. Các bạn này cứ dài bạn bị lậm từ đấy à? Dài bạn thích tăng tương tác à? Ừ. Dạ, tương tác hành bóc. Bị bóc tương tác quá. Dạ, tôi thấy bạn lạ lắm. Lạ lắm không? Ừ, dạ, tôi thấy bạn cứ thế nào rồi anh? Tôi sao đâu? Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Gần đây có chuyện gì khiến cho bạn cảm thấy gọi là... Tôi nghĩ là đã quá lâu bạn không ở gần tôi rồi đấy bạn, người bạn của tôi à. À, thế tôi mới đang hỏi thăm. Là gần đây nó có câu chuyện gì có xảy ra khiến cho bạn thay đổi về mặt cảm xúc không? À, ừ, thế cũng không có việc gì cả, mọi thứ nó vẫn xảy ra như đúng quỹ đạo của nó, vẫn là âm nhạc, anh em âm nhạc. Chỉ là chẳng qua là hôm nay tôi mà nói chuyện với bạn vì là những cái bạn xung quanh tôi, mấy anh em tôi nhìn mặt là tôi hơi ngấy rồi bạn ạ. À. Ừ, nhưng hôm nay tôi muốn tìm một người khác để tâm sự giải bày ấy. Chứ thật ra cái lý do mà tớ lên đây tôi bảo tớ bán vé cũng chỉ là để tớ được nhìn ai đấy thêm chút nữa thôi. Khó luôn rồi. Khó luôn nhờ. Khó luôn rồi. Nó xảy ra tới đấy thôi bạn. À, sắp tới anh có show ở Đà Lạt không ạ? Thì vào ngày 20 tháng 7 này anh và thầy và hình như là có Young Ban, chị Quyên Déo và anh Noah sẽ có một show ở trên Lululola hay sao ạ? Ngày 20 tháng 7 nha. Còn vào ngày 30 này thì anh sẽ có mặt tại Sài Gòn để tham gia trẻ concert. Rất là được vinh dự khi được anh Dược Sĩ Tiến cũng như là thầy tín nhiệm và được cho phép diễn được show này, cho nên là rất là mong sẽ được gặp các khán giả Sài Gòn vào ngày 30 này. Nhưng mà trước tiên là ngày mai đã. Trước tiên là ngày mai đã. Trước tiên là ngày mai đã. Rồi sau đó sẽ đến Sài Gòn và Đà Lạt và Huế nữa. Lịch diễn rất là dày đặc. Đúng rồi. Chăm chỉ ở cũ. Chăm chỉ mà cũ. Bạn nào thấy thương cho sự chăm chỉ này, gọi là cảm thông cho sự chăm chỉ này thì có thể mua vé ủng hộ bọn mình show ngày mai. Đúng 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 đúng. Thật ra là ủng hộ bọn mình thì gọi là một phần thôi, còn ủng hộ chính các bạn ấy, chính tình yêu âm nhạc của các bạn. Mai đấy là một cái đối tượng các bạn. Là có lẽ đây là lúc để lắng nghe trái tim. Đúng. Biết đâu mai đi nhiều bạn thấy hay quá về lại sáng tác nhạc. Đúng. Thì cái sự này nó thật sự rất là tuyệt vời, đúng không? Tình yêu âm nhạc, chúng ta và tình yêu âm nhạc. Đúng rồi. Chúng ta kết nối với nhau bằng âm nhạc.
âm nhạc thay lời muốn nói. Nhưng mà những cái bài mà tớ hơi chửi bậy một tí thì là mọi người không phải là chửi mọi người đâu nhá, là đấy là như vậy thôi. Đấy Còn là, nó nhưng mà vẫn thay lời muốn thì nói. đấy là thay lời ai nói hả bạn? Hai bạn, đấy Thì là những dựa cái trên bài những chỉ vậy thì hai lời ai nói? cái dựa trên những cái gọi là sự kiện không có thật bạn ơi. À, Như mình dựa chơi trên được câu ý chuyện ấy không có thật bạn. đúng không? Dựa Đúng trên câu chuyện rồi, không có thật. không thật. Góc nhìn thứ ba đấy bro. Đúng 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 đúng. không? Ý sao âm nhạc đấy? Đúng rồi, đúng rồi. Quên mất ở đây còn ai chưa xem MV ảo giác không nhỉ? Có ai chưa biết ảo giác là cái gì không nhỉ? Ai bảo chưa biết là quá đáng nhé. À, chưa biết là buồn luôn đi. Buồn luôn đấy. Tôi cũng nhận được rất là nhiều cái câu hỏi lúc mà tôi làm dự án ảo giác này cùng bạn. À, bạn có thể nhân dịp hôm nay bạn có thể giải bày luôn cho tôi đấy là cái nguồn cảm hứng đâu để bạn bạn viết ra cái bài ảo giác của nó có dựa trên câu chuyện và cảm xúc có thật của bạn không? Thực ra thì ấy bạn ạ, thực ra thì ấy ra thì tôi đấy không phải dựa trên câu chuyện của tôi mà đấy lại là dựa trên cái cuộc tình của bạn cơ. Sao lại của tôi? Tôi viết lại cái Tại trên cuộc tình của bạn cơ. Bạn không nhớ à? Cái hôm liên đấy quan mà đến tôi bảo tôi bạn vậy. là cái bài này tôi viết cho bạn này À. đấy, lại thực sự là cái thời điểm đấy là tôi còn trẻ con thì tôi chưa biết yêu, tôi thực sự là À. tôi chưa thực sự là có một người yêu nào khiến tôi mà day dứt đến như thế. Nhưng mà tại sao cớ sao tôi lại phải đau lòng khi mà tôi nhìn người bạn của tôi đau lòng, cho nên là tôi mới viết ra cái bài đấy đấy, nó lại như thế cơ. Thế bạn có thể bật mí, bạn có thể bật mí cho mọi người biết cái nội dung ảo giác tại sao bạn thấy không? Giờ tôi đã hiểu vì Nghĩa sao người ta nghĩa nói câu là chuyện của nghệ bạn thuật thôi. là ánh trăng lừa dối bạn ạ. Bạn viết ra một cái bài hay như thế tặng tôi mà tôi còn không biết đấy là câu chuyện nào của tôi. Thế thì tôi lại nghĩ hồi xưa tôi nghĩ bạn là một người kiểu tôi bạn đọc rất nhiều sách ấy, mà bạn có rất nhiều kiến thức ấy, thì thường thường là người có nhiều kiến thức thì là thường là một người có một cái trí nhớ rất là tốt thì mới nhớ được nhiều kiến thức như vậy. Thế mà hóa ra hôm nay khi mà nghe câu nói vừa xong của bạn thì tôi lại nghĩ bạn lại là nhanh quên rồi bạn ạ. Nhanh quên à bạn? Nhanh quên đấy bạn ạ. Khó cho tôi rồi. Nhanh quên quá. À, hóa ra bài ảo giác được viết cho tôi à? Đúng rồi. Cảm ơn, đa tạ, đa tạ. Đúng rồi. Sao bạn đừng hỏi về câu kiểu bạn kể lại cái nội dung nó kiểu nhá. Thì tôi nghĩ cho bạn là bạn quên, bạn nhanh quên quá. Quên rồi, tôi không nhớ tôi có câu chuyện nào như thế cả. Đúng rồi. Buồn quá, bạn cũng thấy người con trai đến lập lại ý tưởng của bạn à? Bạn không nhớ hồi xưa bạn nói với tôi là bạn thích ra vũ trụ à bạn? Tôi làm MV đấy là chỉ vì tôi biết là bạn thích ra vũ trụ thôi, chứ tôi không thích vũ trụ bạn ạ. Thì ra đấy là lý do mà Đúng rồi đấy. hôm có kịch bản MV là bạn 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 dẫn tôi đi để bạn tặng cho tôi đúng không? À đúng rồi đấy Bất bạn ạ. ngờ đúng Tôi không? mong rằng có thể khơi lại một cái chút ký ức nào đấy trong trong cái đầu óc lạnh nhạt của một người đàn ông đã cố quên chuyện ấy đi rồi. Nhưng mà bài hát của tôi nó chưa đủ sâu sắc và chạm đến trái tim của bạn đến như tôi nghĩ. Thật Đấy. cảm ơn bạn nhé. Không có Cảm gì ơn đâu. bạn nhiều. Anh em mình là bạn bè, anh em mình là homie mà. Có gì đâu. Đấy ạ, mọi người đã biết lý do sao cho đây là hôm nay là thực sự là tớ rất là thật lòng tớ mới nói đấy. Chứ bình thường là tớ sợ tớ nói thế mọi người không tin, cho nên là tớ phải lấp liếm vào một cái nội dung khác. Hôm nay thì sự thật được phơi bày rồi mọi người. Là như vậy đấy. Được. Được chứ bạn? Được. Được không? Được không? Được. Được, 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 được. Lại sâu hình xăm đi á, tự nhiên lại sâu hình xăm là ấy quá. Hình xăm mà các em có thể lên trang cá nhân của anh Nguyễn Thế Hùng là aka Violet để xem những hình xăm mà có thể để lại cho anh ấy một like và một comment cho anh ấy tăng động lực nha.
Mọi người ơi, còn ai chưa mua vé thì nhanh tay mua vé đi ạ. Nhanh tay mua vé đi. Rồi, Ngày mai vui lắm, thật. Vui cực luôn. vui lắm Mọi người luôn. thấy tôi đã bao giờ quảng cáo một cái show nào ngoài cái fan meeting chưa? Chưa, quảng Rồi, tôi chưa đích tôi thân chưa lên bao giờ quảng quảng cáo cáo một một show show ngoài nào. fan meeting cả. Đúng 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 đúng. Show ngày mai vui cực luôn. Bên kia lại Ai vui mà đấy, chưa mua vé thì vui mua nhờ, đi, cực rẻ. vui vui. Bên kia lại vui đấy, vui nhờ. Ê ê ê. Âm mai có bài đấy không hả bạn? Bài đấy thì chắc là có lẽ là bọn anh em bọn tôi cần một cái thời điểm, cần thời gian để chỉnh chu hơn để có thể mang đến tay những bạn khán giả, cho nên là có lẽ là sau ngày mai là sẽ chưa xuất hiện các khúc đấy. Và thứ hai, tôi nghĩ là tôi đã nói bạn là những điều bất ngờ thì thường thường là nó sẽ không thể đoán được ấy, vì nó Đúng điều bất đúng. ngờ mà, nên là nó sẽ bất ngờ xảy ra thôi, nên là hỏi cũng khó cho tôi đấy. Sau hôm nay thì tôi tin bạn là một con người rất là mang đến rất là nhiều bất ngờ. Ừ, Tôi đúng nghe rồi một bạn. bài đã 3 năm rồi tôi mới biết là nó viết cho tôi. À đúng rồi bạn. Thì đấy, quay trở về câu chuyện là bạn nhanh quên mà. Không sao bạn ơi, tôi biết là bạn áp lực mà. Đôi khi có những chuyện mà mình kiểu như là không phải mình quên đi, mà ý là mình không muốn nhớ ấy. Rồi. Thì nhưng mà thường thường mình không muốn nhớ thì mình sẽ trả lời với người khác là mình quên, chứ chả ai lại bảo là mình không muốn nhớ, đúng không? Thì nó cũng là như thế rồi, gì nữa. Đúng. Thế bạn đã có chuyện gì mà khiến bạn khiến cho cơ thể bạn muốn muốn quên đi rồi bạn? Sao lại cơ thể tôi bạn nhỉ? Tôi nghĩ Tức là là ấy, người ta bảo ấy là khi mà bạn đau quá ấy, khi bạn cảm thấy đau quá ấy, đau là tự cơ quá. thể bạn, tự tự trái tim của bạn, tự trí não của bạn nó sẽ đào thải ký ức đấy ra, nó sẽ chôn ký ức đấy vào một một góc để bạn không nhớ đến nữa. Thì bạn đã có câu chuyện nào mà khiến bạn cảm thấy như thế chưa? À, bởi vì những cái chuyện mà tôi muốn quên thì tôi cũng quên hết rồi, cho nên tôi cũng chả nhớ lắm mà. Bạn muốn quên, bạn quên hết rồi á? Thế là bạn Ừ. khả năng là bạn lại giống tôi, À không, không, nó vẫn khác nhau một tí đấy bạn ạ. khác nhau ở chỗ nào hả bạn? Nó khác nhau, nhưng mà những cái điều mà bạn dành tặng cho tôi vẫn nhớ hết, chứ tôi lại không không quên những điều đấy bạn ạ. À Những cái không, điều tôi quan không trọng nói của đến tôi những vẫn cái nhớ điều luôn. đấy. Nhưng mà Tôi tôi nghĩ lại là tôi nghĩ là những cái điều tôi quan hỏi trọng của cụ tôi thể của nhớ. tôi là chuyện tình cơ. À, chuyện tình à bạn? Chuyện tình bạn ạ. Chuyện tình là cũng gian nan phết đây bạn ạ. Ra Khó nào cho tôi chia sẻ ở đây đấy. Bởi vì là có chia quan sẻ. điểm về tình yêu của mỗi người là khác nhau, mà ở đây lại có rất nhiều những cái bạn trẻ, mà đôi khi là những bạn ấy chưa đủ tuổi để nghe về tình yêu. Các bạn còn đang trong cái lứa tuổi đi học, mà tôi thì là một người không muốn tạo ảnh hưởng xấu cho các bạn trẻ, vì các bạn trẻ là mầm non tương lai của đất nước, điều quan trọng. Đang trong lứa tuổi đi học thì lại không được phép biết đến tình yêu. Biết Không thì biết, được. nhưng mà nói chung là không nên tiếp xúc quá nhiều, bởi vì là kỳ thi tuyển sinh nhiều nhiều bạn bố mẹ rất là gắt. Không phải là bố mẹ bạn nào cũng kiểu Gen Z mà kiểu thoải mái ấy, có nhiều bạn rất là gắt, cho nên là cũng khó đấy, mà ở đây là nhiều quá. Thế là ngày xưa là do bạn bạn trốn mẹ bạn yêu hay là do mẹ bạn không cấm cảm? Và À tôi thấy không. là bạn cũng gọi là biết yêu từ rất là sớm đúng không? À thế các bạn, tôi đã biết được từ sớm á. Tôi thấy sớm thế đấy chứ. Tôi thấy là chắc là cái hồi mà tôi mới có mối tình đầu tiên là bạn cũng phải đâu đến mắc Đâu khoảng tầm 5-6 mối tình gì đấy rồi. đâu thế thì bạn, tôi nghĩ là anh em sao ấy, bạn mối tình đầu tiên sao tôi có 5-6 mối tình được. Thật Thế mà. tôi bảo là bạn bạn là người yêu sớm hơn tôi mà, hồi đấy tôi trẻ con tôi chưa cảm nhận được, nên là tôi mới phải mượn câu chuyện của bạn để tôi viết đấy chứ, đúng Ồ. không? Đúng không, chuyện nếu mà tôi mà 5-6 mối tình là tôi đã đủ trải nghiệm để tôi viết rồi. Nhưng mà tôi thấy kho nhạc của bạn nhiều nhạc phết đấy chứ. Mỗi bài đấy bạn viết cho tôi thôi thì cho tôi hỏi là khoảng cỡ khoảng tầm 20 cái demo nhạc buồn của bạn. 20 là mình còn đang nói giảm nói tránh nhé mọi người nhá. Phải hơn 20 cái demo nhạc buồn của bạn. Thì cụ thể là bạn lấy cảm xúc từ đâu ấy? Thì thực ra thì tôi kiểu như là một người đã biết lắng nghe, lắng nghe người khác ấy đấy, mà đặc biệt là những người bạn của tôi luôn lắng nghe họ. Thì tôi biết là trong cái thời điểm đấy bạn là một người đa số đa cảm, mà có vẻ là bạn trông chát boy thôi, nhưng mà thực ra là bạn là người rất hay buồn. Và cái con số mà bạn mỗi lần số lần bạn gọi điện cho tôi, bạn khóc, bạn tâm sự với tôi về một cái đấy ấy, nó cũng phải đến lên đến con số 20 30 lần. Thì tôi cũng có 20 30 cái cảm hứng để tôi sáng tác 20 30 bài đây. Đấy cũng kiểu kiểu vậy, À, bạn ý là là ý ý bạn là tôi chính là nguồn cảm hứng vô hạn cho bạn để bạn sáng tác à 20 đúng, 30 đúng bài nhạc đúng buồn hay rồi, đúng rồi. Đúng rồi bạn ơi. Tôi muốn cho mọi người biết là không phải là ai trông có vẻ ngoài giống chat boy cũng là chat boy. Đôi khi họ cũng yếu đuối lắm.
Anh cũng biết đâu. Đúng. Hoàng Anh Vương là hãy khóc vì người yêu lắm, chứng tỏ bạn ấy là một người tốt. Bạn ấy là một người tốt. Hãy khóc vì những chuyện tình. Bạn ấy hãy khóc vì vì bạn ấy bảo là bạn ấy cảm thấy tội lỗi. Đúng không bạn? Bạn ấy khóc vì bạn cảm thấy là bạn tội lỗi vì bạn bạn không bao giờ buồn khi mà bị người khác đối xử tệ, mà bạn chỉ buồn khi mà bạn đối xử tệ với người ta thôi. Có phải là bạn hay nói như thế không bạn? Tôi có nói thế hả bạn? Thế tôi lại quên. Bạn lỗi bạn. Đúng rồi, chết rồi, thật đấy chứ. Tôi thấy dạo này có lẽ nước Úc lấy đi của bạn nhiều cái khả năng trí nhớ đấy nhở. Ý bạn là không được tốt lắm. À tôi nhớ lý do vì sao tôi lại nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. Khôi phục rồi. Vì có lẽ là những cái mối quan hệ mà tôi đã từng đi qua nó luôn có những kết thúc nó rất là buồn. Nhưng mà cho tôi hỏi bạn là những cái mối quan hệ mà như tôi được biết là bạn 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 đã có ấy, có phải là bởi vì những cái mối quan hệ đấy luôn kết thúc một cách nó rất là bình tĩnh thừa đều đấy bạn ơi, nó luôn kết thúc một cách nó rất là khó hiểu và buồn cười, nên là bạn mới không có cảm xúc để bạn viết cái bài nhạc tặng riêng khó, bạn khó hiểu và buồn để cười tôi đúng không? Khó hiểu còn gì nữa. Thế bây giờ tôi kể thử một cái ở trên live này cho mọi người xem. Rồi bạn, cái tế nhị bạn ạ. À. Tôi đã bảo bạn tôi đây là mình không nghĩ bạn kể cả một câu chuyện của tôi qua một bài hát của bạn. Bây giờ hiện tại là có khoảng hơn 200.000 người xem ở trên YouTube rồi. Là hơn 200.000 người xem câu chuyện của tôi rồi. Mà bạn lại không cho tôi kể câu chuyện của bạn trong 400 mắt đang xem. Thế không được. Không được. Không fair. Tôi chỉ kể đúng một câu chuyện thôi. Mọi người đồng ý không? Thôi, tôi nghĩ là câu chuyện này nó không... Nó... Mọi người đồng ý mình kể... mình kể một kết thúc của Minh Su. Ừ đấy, tự nhiên mấy bạn ấy mua vé, hết vé rồi này bạn. Ồ thế à? Ừ, hết vé rồi. Đâu tôi đang xem đây này. Vé đã mà. Hết đâu, chưa tắt like được đâu, chưa hết đâu. Chưa đủ KPI đâu, chưa tắt like được đâu, để tôi kể đã. Ừ, tôi tưởng đủ mà. Chưa đủ rồi. Tôi tưởng đủ rồi. Thế bây giờ bạn chọn, bạn kể hay tôi kể đây, bạn tự kể hay tôi kể đây. Tôi bạn từ bé à không, từ bé thì là có nhiều rồi, nhưng mà tôi nghĩ là thôi, bởi vì là kiểu như là tôi bạn ý đã quyết định là kiểu như là rời xa nhau trong im lặng ấy, cho nên là tôi không muốn nhắc đến bạn ấy nữa. Đấy là một cách để mà tôi tôn trọng cô gái ấy. Cô gái nào hả bạn? Bạn đang nhắc đến cô gái nào cơ? Cái cô gái mà có một cái kết thúc mà nó buồn cười mà nó lại rất là kiểu ấy bạn, khó hiểu ấy bạn. Đâu đấy. Có phải có một cô đâu? Đâu, có một cô và bạn có nhầm không đấy? Không phải rồi. Không phải đâu, tại vì bạn ấy cũng là một kiểu như là bạn ấy cũng là biết trang điểm ấy, cho nên là bạn ấy trông nhiều lần gặp khác rồi. Với cả tôi biết là bạn bị cận mà bạn đâu có đeo kính đâu anh Vương nhở? Nhưng là bạn đôi khi bạn nhầm thôi chứ không. Mắt tôi luôn là 10 trên 10 bạn ạ. Nhưng mà mọi thứ đôi khi là cái thứ bạn thấy nó lại không phải như vậy đâu. Nhưng mà cho tôi hỏi nữa. Tại sao hồi bé anh em chơi với nhau ấy, tôi thấy bạn đi nét nhiều lắm. Tôi thấy bạn... Tôi thấy bạn hồi bé chơi với nhau, tôi thấy bạn đi nét rất là nhiều. Mẹ sao? Có một cái thời điểm gọi là một bước ngoặt nào đấy đã khiến cho bạn dừng cái việc đi nét đấy lại. Hay là có câu chuyện để liên quan đến việc bạn đi nét. Mà nó tác động khiến nó gọi là cảm xúc của bạn nó bị hỗn loạn, nên là bạn quyết định dừng cái việc đi nét lại thôi. Thực ra thì tôi cũng có những cái biến cố cá nhân trong cái chuyện tình cảm thôi. Nhưng mà tôi hình như cái hồi mà tôi nghỉ là bạn cũng nghỉ đấy. Bạn cũng nghỉ luôn mà đúng không? Thì tôi nghĩ là cũng bạn đâu, tôi vẫn đi đều, tôi không liên quan gì cả. Không liên quan gì cả. Vẫn đi à? Tôi vẫn đi đều. À vẫn đi à? À đi mà sao bạn vẫn đi mà không rủ mình?
Đâu, tại vì tôi nhớ là có lần không biết là do hôm đấy trời mưa hay là như nào mà tôi thấy gọi là khóe mắt của bạn hơi ướt ở Bạn nét. Thế là tôi mới nghĩ là có thể là có một câu chuyện gì đấy. à, nhưng Nói mà thực chuyện ra thì kiểu như là mưa mưa đang dưới đấy chứ đâu phải anh đồng mỹ, tất cả tôi thấy là bầu răng em bột đi. Không hiểu là đang live bán hàng nghe kể chuyện nó chết rồi. Mình miên man gói bây giờ. Nhưng mà Chết rồi, các bạn chết rồi. mình Phải quay tập lại trung lại làm đó. Hầu 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 quay lại lại hầu cuộc lại. chiến. Chết rồi. Mọi người đừng, mọi người hãy, mọi người hãy quên đi cái việc của Hành Vương là hay quên nha mọi người. Mọi người hãy quên đi bởi vì tớ đùa đấy, mọi thế đâu. Anh em đã đùa không các bạn? Đùa 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 anh em đùa Đùa nhau mà. mà, hãy bọn tớ hãy đùa Đùa mà đùa anh thôi, em đùa 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 sảng mọi thôi. người ấy. Đùa thôi. Sảng á. Đúng 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 đúng. Đấy ạ, và chúng ta có một cái deal. Đố đâu ơi, gửi lại cho anh với. Admin ơi, đi gì hao ơi, gửi lại hộ cái deal với. Và có lẽ chúng ta sẽ chỉ live đến thêm tầm khoảng 5 10 15 phút nữa thôi bạn, bởi vì là ở đây là có những bạn ngày mai là phải đi học, Ôi, phải đi đi học nữa. làm ngồi tham gia những hoạt động ngoại khóa, cho nên là chúng ta cũng không thể nào mà nói chuyện tám Nghỉ lung hè tung rồi được. sao ấy, có nghỉ được. À, nghỉ hè rồi bạn. Có thể có những bạn là sáng mai phải đi học thêm. Đúng đúng đúng. Bởi vì nghỉ hè nó chưa 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 là kết thúc. Kết thúc là khi em nghỉ học chứ nó không phải là nghỉ hè. Học là chuyện cả đời mà. Đúng rồi, khi nào em nghỉ em không đi học nữa thì đấy mới là kết thúc, còn nghỉ hè nó chỉ là tạm nghỉ thôi. Mọi người ơi, mua vé đi nào, mua vé đi nào, mua vé đi nào. Quản trị viên đi chị Hậu ơi. Em ngồi chém căng có quản trị viên ngủ hay sao? Anh em mi man quá. À mà trong quá khứ nó cứ xảy ra cái sự kiện thế làm cái gì đâu. Khổ mà chứ không nói đâu đúng không ạ? Tự Đúng nhiên đúng. nhìn nhau nhớ cái quá khứ của nhau. Đúng đúng đúng. Ừ, đúng rồi đấy. À, ngày mai là ngày mai thì bọn anh sẽ diễn diễn rồi nha, cho nên là bọn anh sẽ không like được. Và các em tuy bọn anh không like nhưng các em có thể like, các em có thể đến đến đó like bọn anh diễn cho mọi người có thể không đi được xem. Sâu có cho like không? Ừ cũng đúng, Sâu có cho like không? cái thì lại và hỏi ban tổ chức thì có lẽ là ngày mai bọn mình sẽ confirm lại nha. Mai còn đặt vé được không á? Thật ra thì mấy cái deal mà sale của bọn mình ấy chỉ tồn tại khi mà bọn mình đang live thôi. Còn bọn mình xuống live thì cái deal nó cũng sẽ kết thúc. Nhưng mà mai theo đường mình được biết thì mọi người vẫn có thể đến đấy mua vé, nhưng mà giá vé sẽ hơi đắt một xíu. Sẽ đâu đấy cỡ Sao khoảng mà tầm từ rồi 300 đến 350k. Nên là nếu mà ai có thể thì hãy chốt luôn bây giờ. đúng rồi. Mà nếu mà ai mà bé nào mà bé có mà không 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 thể ấy, thực sự là không thể ấy, thì cũng đừng cố xin bố mẹ nhiều quá nhá. Đừng cố xin Đúng tiền bố rồi. mẹ. Đúng Còn rồi. nhiều sâu á. Đó, nhưng bạn nào bé quá mà không có tiền ấy thì thôi. Ừ, xin bạn. Tôi chia sẻ đúng gọi là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Cho fan lên nói chuyện đó. Đấy thì Hai cái like vừa rồi là có tiết mục gọi là cho fan lên nói chuyện bạn ạ. Thì bây giờ bạn có muốn cho các bạn lên một bạn nào đấy ngẫu tôi nhiên nghĩ là có thể cho lên hỏi về những vấn đề liên quan đến show diễn ngày mai không? hợp lý hơn. Bạn pick ấy. Pick à? Mọi người xin lên đi, tôi sẽ pick một bạn để lên có đặt những câu hỏi cho bọn tớ nha. Ok, tớ sẽ cho hộp bút chì màu. Hello cậu. Thu bút chì màu à? Tên đáng yêu đấy. Đáng yêu à? Phan đi chào ai cũng đáng yêu hết mà. Right, 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 Phan đi chào ai cũng đáng yêu hết mà.
Ủa chị Màu ơi, à, ổn định lại Mikro nha cậu. Anh em số. Ủa chị Màu ơi, à, ổn định lại Mikro nha cậu. Anh em số. Ủa chị Màu ơi, à, ổn định lại Mikro nha cậu. Anh em số. Ủa chị Màu ơi, à, ổn định lại Mikro nha cậu. Thôi được rồi. À, cậu ngày mai nha. Thôi được rồi. Cho bạn xuống rồi cậu giúp tớ với. À đây, tớ biết rồi, tớ biết rồi. Ngon nó bị bắn ý. À, cậu ổn định chưa, cậu ổn định chưa? Ngon nó bị bắn ý. À, nó vẫn bị bỏng à? Ok, thì thôi thì mai hẹn gặp cậu nha. Bye bye. À, nó vẫn bị bỏng à? Ok, thì thôi thì mai hẹn gặp Hello, hello, hello Linh Hi. Hello, hello cậu. Hello. Hello. Good morning. Have a good day, baby. Hello. Hello. Ok. Cảm ơn vì sự hiện diện của cậu. Những câu hỏi của cậu có lẽ là ngày mai bọn tớ sẽ giải đáp sau nha. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lên đây. Mời bạn tiếp theo nào. Ok, ok. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Cảm ơn cậu rất là nhiều. Mời chào bọn tớ cho Linh đi nha. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Quỳnh Anh à? Ai cho Linh đây? Thế yeah, em? Ai cho Linh đây? Người ta mời lên không lên thì bấm vào làm chi, xong rồi bấm vào lại hỏi là ai cho lên đấy. Bất ngờ lắm. Nhưng bấm vào để lên lại còn hỏi. Đùa. Giản ai. Ai cho lên đấy. Tôi biết là con gái giản ai một tí. Là con gái mình nhõng nhẽo mà kiểu hơi kiểu làm khó anh em con trai một tí về đáng yêu, nhưng mà lộ quá. Đáng yêu lắm. Đi đừng đừng. Yêu lắm. Có vẻ những bạn bạn mời lên không muốn nói chuyện với mình. Ừ. Thế phải xem lại bản thân đi. Đúng, phải xem lại bản thân nào. Đúng rồi, phải xem lại bản thân đi. Hôm trước mời lên ai cũng nói tại sao nhiều người ta không, không. Mà hôm nay mời lên ba bạn rồi. Thế đúng là cũng phải thay đổi dần. Có những cái điều mình anh im đi, đừng có nói nhiều. Ơ, bắt anh lên lên nói xong rồi lại bảo anh đừng có nói nhiều. Không bắt lên lên lại team của đâu. Này, anh bảo là này công việc của team, của cả team cứ đẩy hết lên vai một phụ nữ. Mấy đứa con trai chả làm gì. Thật chẳng gì. Người ta bao công trăm công nghìn việc, mắt thức thâm 3-4 ngày rồi anh mày em tôi. Mày làm cái việc gì? Mày thì có cái việc gì? Ơ, à, tôi lại có cái việc gì nhỉ? Thôi là có việc của tôi đấy chứ việc gì. Bao nhiêu cái đầu việc này. Bạn có việc gì? Mày cái việc gì? Bạn có việc gì? Em có việc gì? Việc gì? Thế bạn có việc gì? Mày có việc gì? Mày có việc gì mà mày không đến dự tốt nghiệp của tao? Chết rồi, chết rồi. Mày có việc gì? Mày nói đi tao xem nào. Đi rồi. Tao nhá, tao nhai cái chuyện này khi nào mẹ tao xuống lỗ thì thôi. Anh là anh có lý do chính đáng đúng không? Anh không thể nào mà đặt anh được cái đừng nói nhiều. Anh là có lý do chính đáng hơn gì nữa. Anh cách 7.000 tin nhắn không bao giờ. Anh cũng phải không nhận được một lời tin nhắn nào cả. Không nhận được một cái tin nhắn nào cả. Không tin nhắn nào anh có chúc mừng chúc mừng nào Hoàng Vương. Anh có anh tìm được, anh tìm được em cho anh mẹ 1 tỷ luôn. Anh không cần 1 tỷ từ em. Khi mà anh đã đúng rồi, anh không cần chứng minh. Em là một nụ cười thôi. Nhưng mà cái người mà em cầm trách là Minh Phu cơ mà. Bây giờ em thi tốt nghiệp ở trường. Bây giờ em chắc cả anh em 5 phút. Đúng không? Mà nó không đến. Chết. Ok, em nói nó rồi thì bây giờ em nói anh. Em đã nói đâu rồi, nói rồi. Anh đừng có hơn thua, không phải hơn thua ở đây. Nói cả ngày hôm qua rồi bro, sinh nhật tôi mà tôi bị nói cả ngày rồi, tôi phải chấp nhận đấy. Anh. Em gì?
Bây giờ anh ở tận Úc, em bây giờ em có đặt vé máy bay cho anh về đấy. Em là tính là bạn cũng nên có một cái lời hỏi thăm Hoàng Vương ạ. Tôi biết là bạn ở xa mà. Đấy. Tôi có nghe bạn hỏi thăm nhau ở lớp một bữa chưa? Không, không, bạn không hỏi thăm đâu. Chứ nếu mà hỏi thăm thì đã không không nói làm gì rồi. Khó rồi, tôi có hỏi thăm rồi. Chắc là bạn bạn mệt quá đúng không? Bạn bận quá bạn. Không, tôi có hỏi thăm mà. Thôi đừng 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 lý do này cả. Một một cái tin nhắn nhắn. Tôi còn thả tim mà. Một cái tin nhắn nhắn mấy giây cũng được ấy. Nó không mất gì. Có nhắn mà. Thời gian của nhắn đâu? Nhắn à? Có nhắn. Tôi không phải lục lại tin nhắn đâu. Có nhắn đâu mà phải tìm, không tìm thấy đâu. Rider của Trúc không? Rider của Trúc em thì tốt không? Rider, công việc thật, công việc bận thật. Ủa chị ơi, khó rồi, chị ơi. Phân biệt đối xử, sự luôn. Thế là một mình anh rảnh của anh chị ơi. Thôi chị ơi, tôi rảnh luôn ạ. Tôi hiểu rồi. Khó rồi. Tôi hiểu, tôi cũng hiểu rồi bạn ạ. Tôi hiểu mà. Thôi. Vào chuyên môn đi. Ủa tôi hiểu mà. Tôi hiểu. Bạn anh ấy giã bận lấy lờ trái mua đây này. Chuyên môn thì em bán. Chưa? Anh đúng. Không hợp lắm. Anh lờ thì bận thật nhưng mà tôi vẫn hiểu thôi. Bạn hiểu cái gì? Hiểu cái điều tôi cần hiểu này, thôi. Con fan này này. Còn các bạn comment này, đọc comment chưa? Chốt cái giá đi nào. Đấy. Tờ la ơi. Chốt cái giá đi nào. Giá ra lại giá đi. Nãy chốt là gì rồi? Nãy chốt thì vẫn như cũ đây. Là ý là em muốn anh nói đúng không? Còn hỏi là chốt cái gì? Có bạn ở trên này, bạn tắt mic này. Và bạn nói chuyện đi. Ừ. Rồi bạn ở trên đấy từ nãy rồi. Ừ bạn thôi. Cảm ơn cậu vì sự hiện diện này. Sẽ dịu cậu sẽ là một cái điều rất là vui trong đêm nay của tớ. Sẽ là một trong khối những điều vui nhất đêm nay của tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cùng với bọn tớ. Cảm ơn cậu rất nhiều. Anh gặp lại cậu vào ngày mai. Ê mọi người ơi. Mọi người, bây giờ có hai lựa chọn, à có ba lựa chọn. Bây giờ cho mọi người chọn nhé. Ừ. Không ăn này ngoài lề thôi. Ừ. Nhưng phải trả lời thật nhá. Ừ. Là đang hỏi mọi người có muốn hỏi anh với là Su. Không, hỏi anh với lại hỏi Minh Su. Ờ, hỏi đi. Ừ. Bây giờ trường hợp đầu tiên là tức là ngày mai em phải thi. Thì bây giờ em phải thi hai bài nhưng mà em chưa thuộc bài còn lại. Ừ. Thì bây giờ một là em vẫn đến thi xong rồi nhưng mà em chỉ đến một bài thôi xong rồi em thi lại. Hai là em không đến thi thì em chỉ đến thi lại thôi. Và ba là ý là cái thời gian mà thi lại thì nó rất là gần nên em sợ là em vẫn không thuộc. Thì nếu như mà thấy đi thì trường hợp thứ ba là học lại cái kỳ đấy, cái môn đấy. Thì bây giờ là nên làm gì? Ra thì bây giờ học ấy, bây giờ mà ngồi đánh đàn ấy thì vẫn không thể thuộc được đúng không? Ừ. Mà từ bây giờ cho đến lúc thi lại ấy, nó cũng chỉ có mấy ngày thôi, cũng không phải thuộc được. Anh hiểu rồi, anh biết rồi, chứ anh thi mà, anh biết mà. Nếu bây giờ bạn bây giờ anh tìm trả lời thay cho Minh Su đấy, nếu mà là Minh Su thì Minh Su sẽ chọn phương án số 2. Đấy là đằng nào thì cũng phải thi lại rồi, thi lại. Rồi ôn cho chắc quá chỗ. Nhưng mà nếu như mà thì thi lại cho chắc đúng không? Không, nhưng tôi nghĩ trong trường hợp bạn thì là nếu mà ngày mai bạn không định thi ấy thì bạn không dám tự tin vào bản thân bạn là học thuộc được thì bạn là một người thiếu nghị lực. Bạn là một người thiếu không, nghị lực. Tôi vẫn sẽ đến thi. Thế là bạn là thế người có nghị lực, nhưng nếu mà bạn thi không đỗ thì bạn là người thiếu kỹ năng. Đúng. Đúng, đúng không ạ? Nhưng thì mà rồi, em biết tôi không? Bảo là em, tôi bảo là tôi không em còn tôi thiếu không kinh nghiệm nữa. Đúng rồi. Tại vì nếu mà anh nói thật nhá, em nhưng mà em hỏi không thuộc bài ấy thì tốt nhất là em nên xin ốm hoặc là xin một cái lý do nào đấy để em có thể thi lại. Không, bây giờ vẫn đến thi xong rồi đánh từ, một bài anh thôi, phân tích không cho em tại sao là em không nên đến thi. Tại vì nếu mà em đến thi ấy là em sẽ thi lại với lý do là không thuộc bài. Đúng. Và như thế là ở cái lần thi lại mọi người sẽ chấm rất là gắt. Nhưng mà nếu mà bây giờ em không, đến không thi gắt đâu. Em không đến thi với lý do là em bị ốm thì khi mà em thi lại ấy thì họ chỉ coi đây là lần thi đầu tiên của em thôi. Rồi. Chuyên lý đấy. Nhưng mà ngày mai có và tận các bạn, hai môn các bạn đang xem thi, live đừng học theo nữa. Cách đấy nữa. Đừng nghe nhá. Tôi chỉ đang áp dụng đối với tờ la thôi mọi người ơi. La thôi. Áp dụng đối với tờ la thôi.
chỉ riêng thôi, chỉ riêng mọi bây người đừng giờ học không 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 học, bây giờ không học được rồi, nhà có cháu nhỏ không đánh đàn được mọi người ạ. đúng. Bây giờ anh biết em đã nằm lướt TikTok đến giờ này là em không thể nào học được, học nếu được học em học từ sáng rồi, em học từ chiều bạn rồi. Đã là bạn đã này sử dụng được rồi đừng đúng không? nói này đừng nói này từ lúc 8 giờ đến 10 giờ em có ngồi em học hẳn hoi, em ngồi em đánh đàn hẳn hoi, nhưng mà không thể nhớ được, không thể thuộc được cả một Đấy là bài bạn chỉ thiếu thiếu kỹ năng. đúng em thiếu kỹ năng đấy, đó Vâng, là câu chuyện em thiếu bây kỹ giờ năng không đấy, thể sao, tại vì tôi không tại học sao được hai đến bài tận câu giờ nãy đi thi rồi còn để mình thiếu kỹ năng như thế ấy hả? tại vì tôi lười Đấy đây, tức em là lại thiếu cả kỹ năng và thiếu cả nghị lực luôn. đúng học lại thì đúng đừng có rồi, trách chắc vô là tại vì sao em lại học lại. Thế thì đúng rồi, thì anh nhưng nghĩ là mà thì anh nghĩ là khi mà em đã bây nhận ra giờ một cái nên điều là học lại hay là mình nên anh không nghĩ là em nên đi học thi lại lại, hay là mình nên mà anh thi nghĩ là lại em đúng nên học không? lại Thi luôn lại để đúng cho nó gọi là đúng rồi, đúng rồi. Không thi lại mà nên không, học lại em không luôn, học lại mình học lại đâu, luôn, em không học lại học luôn. lại đâu, thôi Nhưng thi bây giờ lại thôi. nhưng mà tại tại sao bây giờ em biết là em lười rồi mà em vẫn lười mà để cho em phải quyết định là thi lại hay học lại? Không phải, nhưng mà em không không nhớ nổi, tại Thế vì là hai do bài bài kia dài quá, em chăm chỉ hay là do em em quá chăm nên là lười? không Em phải, chăm nhưng mà em không mà thể nhớ là được, hay là em lười em không muốn học? ý là bây giờ có hai bài đúng không, thì bài kia dài quá, nhớ cái Ngày bài trước kia anh còn rồi thi thì 4 bài đấy bài, không ngày nhớ trước được. còn kỳ anh còn thi 4 bài. Thật. Thì đây là em đang thi ba bài, thì có một bài là đánh ngón thôi, kiểu giải gam thôi, Thì với lại thế hai chưa bài thi là 4 một bài dễ đánh được edit, với lại một gam bài thôi. Nói chung là em đừng 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 rồi đến mà đây làm sao mà biện so minh sánh là gì. học sướng âm vân sướng âm mà kiểu gam gùng của thanh nhạc với cả số violon được, nó phải khó hơn chứ đúng Ôi, không, không thể không, so sánh với được. đây Nhưng này là mà học anh nghĩ là viên em nên là học thôi, lại, thực sự anh nghĩ em nên học không lại không học để khi lại mà có khoảng đâu, thời gian học lại em kiểm điểm lại bản thân em đúng rồi là thực sự là em thiếu thôi kỹ không học năng, lại hay là đâu, chỉ đơn giản là em lười, đúng rồi hoặc là em cả hai? thôi em không học lại đâu. Hãy để mình xem mình là một người thiếu có kỹ năng nhưng mà thiếu nghị lực, hay là thiếu thiếu nghị lực có kỹ năng. Đó, hai cái giống nhau đấy, Hay là cả hai, hay là cả thiếu cả nghị lực lẫn kỹ năng. kỹ năng đúng rồi, phải định xem là mình là gặp lại kiểu gì. Mình là loại gì nhỉ? À, chưa chưa hết chút sale đâu mọi người ơi, nhưng mà bọn mình cũng chuẩn bị xuống live rồi, thì khi bọn mình xuống live thì sale sẽ hết nha. Rồi, và mọi người có thể Không còn giá để nữa. và sau 5 phút sau khi livestream này được tắt đi, à thôi 8 phút đi bạn nhỉ, cho nó số đẹp Tôi 8 thích số phút. 8 rồi. Ừ, tôi thích số 8 Đúng cho nó phát đấy. Đấy thì đấy thì sau 8 phút sau khi cái livestream mà kết thúc thì các bạn đặt vé ngay sau 8 phút đấy thì vẫn được nhận ưu đãi từ cái livestream này. Và sau đúng 8 phút sau cái livestream mà kết thúc, và sau 8 phút thì là cái hiệu lực của cái voucher này sẽ không còn hiệu lực nữa, cho nên là mọi người hãy nhanh tay truy cập vào official page ở trên Fable của Đồ Góp Sau và pick cho mình một chiếc vé để cùng người thân bạn bè đến xem bọn mình biểu diễn ở 15 Lý Thường Kiệt, Nóc City vào ngày mai nha. Em có muốn nói gì về cái gọi là vấn đề bán vé này không hả, Quỳnh Anh? Em nói nhiều lắm rồi. Là mục đích em lên live này chỉ để em than Mua vãn vé là đi em mọi người không thi được ơi, đúng không? mua vé đi. Vé bao nhiêu thế? Vé ở trên link là 266. Giá gốc là 300k nhá, giảm còn 266. Chỉ ở trong cái live này thôi. Ở trên page đang có một cái đường link ấy, mọi người bấm vào đấy mọi người mua vé. Còn nếu như mọi người mua 3 vé cùng một lúc thì sẽ là 236. 236k một vé. Đấy thì tôi nghĩ là có lẽ là mọi người cũng đã cập nhật được thông tin tin tức rồi, và có lẽ vào giờ cũng đã khá muộn, và bọn tớ phải chuẩn bị cho một cuộc họp tiếp theo để như là cập nhật được cái flow cụ thể hơn của chương trình ngày mai để mang đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho những bạn đến đấy. Cho nên là bọn tớ xin phép offline đây, và như những thông tin tớ la nói lại một lần nữa đi. Ngày mai bọn mình sẽ có một show diễn ở Ngắn gọn Nóc thôi, ngắn gọn thôi, City, mà giá vé 3 vé, 15 5 Lý vé, Thường 6 Kiệt vé. vào vào lúc 10 giờ
10 giờ tối. Ừ. Nhắc lại cái deal ấy. Cái deal. Giá vé hiện tại của một vé đang có trên link ở fanpage của The Ghost là 266k. Và mọi người mua combo 3 vé thì sẽ là 236k một vé. Combo 6 là 222 một vé. Và mua 5 vé thì sẽ được tặng một cái khăn của DJ Hau. Mua 5 vé thì chốt đơn nhá. Diễn viên giống bạn mua 3 vé nhưng được tặng thêm một khăn của DJ Hau. Đúng rồi. Ok ạ. Ok chưa mọi người? Mọi người làm rõ thông tin chưa? Và giờ thì hãy cùng nhanh tay pick cho mình những chiếc vé xinh xắn để ngày mai đến tiệc tùng của bọn tớ nhá. Ok, vậy là DJ Hau. Mai gặp nhé. Ngon. Bye bye. Bye bye mọi người nha. 8 phút nha mọi người ơi. Bye bye. Bye bye.